Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyệt Phạm, mình đang sống tại Mỹ. Mình có kênh YouTube là Tổng hợp Ngẫm Ngộ TV. Hôm nay thì mình cũng vừa đi làm về. Mình thực sự cuối tuần mình mới có thể đi được xa hơn để mình quay cảnh đẹp cho các bạn coi. Hôm nay mình đứng tại cái chỗ phía trước nhà. Mình có những cái câu chuyện là một số bạn comment với lại điện thoại hỏi mình về vấn đề là thì cuộc sống bên Mỹ thì khi mà đến Mỹ thì bạn nhận thấy là tôi ý là các bạn hỏi tôi là cuộc sống ở bên này ở bên Mỹ sướng hay là khổ và vì sao bạn lại chọn đi Mỹ ở cái tuổi mà đã là tuổi trung niên. Và cũng có một số bạn thì lại cũng hỏi mình là tôi đi sang Mỹ thì tôi rất là khổ, tôi thấy là từ ân hận khi mà tôi phải đi sang Mỹ tôi sống. Ở Việt Nam á, dù muốn được không tôi cũng đã có sự nghiệp, đã có công ty, đã có nhà, có mọi việc ổn định. Thì những cái câu hỏi đó nó có những cái câu hỏi mà mình cảm thấy là thực sự là khó trả lời, chứ không phải không, bởi vì sao mà mình lại gọi là khó trả lời. Nếu như là mình thì mình riêng mình ấy hay gia đình nhà mình thì mình dễ để mà chia sẻ với các bạn ngay, nhưng mà với những câu hỏi của các bạn mà hỏi có những cái là nó rất là tế nhị nó cũng rất là khó để mình phân tích. Nhưng mà mình sẽ đứng ở cái vấn đề vị trí của những cái bạn mà hỏi mình nhá. Mình sẽ nói như thế này, rất nhiều video mình đã nói với các bạn là mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình không giống nhau, mỗi người có một cái cách sống, một cái cách nhìn, một cái sự lựa chọn khác nhau. Vì vậy nói là ở bên Mỹ khổ hay sướng thì mình sẽ nói như thế này nhá. Theo cảm nhận của mình ấy, mình thấy là mình đã đến Mỹ được vậy là 3 năm thì mình mới thấy là thứ nhất là mình tò mò, mình bước chân ra đi thứ nhất là tò mò xem là mình đi đến một cái nơi, một cái đất nước xa lạ, một cái nền văn minh khác hơn so với nước Việt Nam của mình. Và đi vì nhiều lý do nữa, là ví dụ như con mình được đến đây để đi học, có môi trường học tốt hơn. Và nữa là cái rất điều đặc biệt, rất đặc biệt nữa là chồng mình là đi theo diện con lai Mỹ Việt, bố là người Mỹ còn mẹ là người Việt. Vì vậy á nên là nhà mình có rất là nhiều những cái vấn đề để mà mình lựa chọn mình đến Mỹ ở cái tuổi trung niên như thế này. Thì mình thấy là trong một cái thời gian mình đến đây á, thời gian đầu thì mình chưa có hiểu hết được cái cuộc sống ở bên này, công việc làm rồi mọi thứ. Thì mình thấy thực sự cũng thấy công nhận là nó lung linh, thực sự là vậy, thấy lung linh quá, cái cảnh vật đẹp, đường xá sạch sẽ, đi làm kể cả là ông cắt cỏ hay là cái bà đi hốt rác hay là làm một cái công việc gọi là bình thường chân tay hay là lao động phổ thông này nọ, đều cỡi lên cái xe hơi đi. Ở Việt Nam mình nói thật luôn là chỉ cái dân đại gia người ta mới có xe hơi, chứ ở Mỹ thì không phải việc. Ở Mỹ nó giống như cái xe Honda thôi chứ không có gì hết á. Cái xe hơi nó giống như cái Honda thôi, mà ai cũng phải có một cái xe để đi làm. Thì mình thấy là nó có khác biệt nhỏ cái đấy. Trước tiên là cái về vấn đề vật chất là mình đã thấy nó khác nhá. Cái thứ hai là nó hiện đại, nhiều cái nó rất là hiện đại luôn. Mình đến tận bây giờ mình vẫn luôn luôn cứ đi qua mà thấy có những cái xe cứu thương hay là chẳng hạn mình đi làm qua hay là mình đi chợ hay mình đi đâu mình chơi á, hoặc là ở trong khu chỗ mình ở thì tự nhiên người ta xe người ta đến người ta cấp cứu người này nọ thì thấy nó hiện đại lắm. Người ta đi xe 2-3 cái mà nó to, nó vành tráng, nó đủ tiện nghi lắm. Mình đứng mình dòm hết, mình tò mò mà, sang đây là tò mò đấy chứ. Đó.
Và các bạn hỏi là mình là sang đây sướng hay khổ thì mình thấy như này nhá. Ở đâu cũng phải làm để thì mới có mà ăn, ở đâu cũng phải làm để có mà để mà mua sắm mà tiêu xài. Không thể nào mà nói ở đâu sướng ở đâu khổ được thì mình thật sự là như vậy đó. Còn cái vấn đề quan trọng nhất là do các bạn lựa chọn, các bạn có mục đích như thế nào đó. Các bạn muốn trải nghiệm nó hay là như thế nào thì do các bạn, vườn của các bạn. Còn ở bên này nhé, nếu mà nói về vấn đề đi làm đi học ấy, thì mình thấy như này. Ở cái tuổi của mình hay là những cái người mà người ta không học cao ấy, thì người ta đi làm hãng. Thì làm hãng thì chỉ trong vòng khoảng 3 tháng đến 6 tháng. Còn người nào mà gọi là hơi rốt rốt một xíu ấy, thì khoảng năm, hơn năm là họ cũng cho vào làm chính thức. Ở trong chính thức thì người ta sẽ lo cho mình nào là y tế, bảo hiểm y tế, nào là ví dụ như những ngày lễ, ngày Tết mình nghĩ là mình vẫn có lương. Một năm được 15 đến 25 ngày phép thì mình đi chơi đâu, ăn uống ở đâu như nào về là người ta trả cho mình hết. Trả tiền cho mình hết luôn. Rồi ngày bão, ngày nói chung là hay là ốm đau người ta cũng lo cho mình luôn. Vậy thì rõ ràng là ổn hơn ở Việt Nam á. Công nhân ở Việt Nam bảo đảm không bao giờ được như vậy. Cái mức lương ở bên này thực sự là họ trả cho mình rất là xứng đáng. Mặc dù rất là vất vả, vất vả là ở chỗ như thế này. Ví dụ như làm 8 tiếng là đúng 8 tiếng nhưng mà người ta không có thể nào mà thích làm mà làm, thích nghỉ thì nghỉ. Nếu mà nghỉ thì có lý do chính đáng. Mà lương ở đây rất là cao, vì vậy nên là ví dụ như cái chi phí ăn ở, điện nước, rồi xăng xe, rồi tiền này tiền nọ, mình nói thật nhá. Ví dụ như ở Việt Nam á, đi làm công nhân bảo đảm không ăn được tôm hùm, không ăn được những cái đồ mà cao cấp, bảo đảm luôn, chỉ dân giàu họ mới ăn được. Đại gia ở Việt Nam ăn được, thì ở bên này bảo đảm đi làm công nhân vẫn ăn được tất mọi thứ, vẫn sắm được tất cả mọi thứ, không hạn chế. Có nghĩa là mức lương họ chi trả cho mình rất xứng đáng để mình có thể sử dụng được, chi phí được ở đất nước này. Với điều kiện bạn đây đừng có nói chuyện là bạn ở nhà chơi không là không có được nha. Trừ khi bạn là đại gia, bạn giàu đích đố đổ vách, thì bạn mua cái nhà xong khi bạn cho con bạn đi học, rồi bạn kinh doanh cái gì đó ở Việt Nam, xong bạn lâu lâu bạn lại sang, hay là bạn sang ở đây luôn nhưng mà bạn vẫn có kinh doanh ở Việt Nam đi đi về, thì bạn không phải đi làm. Thì đấy là những người rất là ít luôn, những người giàu họ mới làm được vậy. Còn những người như mình thì gọi là ở đâu cũng phải làm, ở Việt Nam cũng phải làm, ở đây cũng phải làm. Thì mình nhận thấy là ở bên đây họ làm rất là nghiêm túc, thời gian không có mà kiểu ăn cắp thời gian của họ được. Làm đúng thời gian, đúng giờ, đúng giấc, đi đúng giờ, về đúng giờ. Không có nói cái chuyện mà cắt xén được thời gian của họ. Và mình làm cũng vậy, phải làm thực lực, chứ không có phải là cái kiểu mà lươn lẹo quanh quẩn này nọ cái khác xong rồi đến tháng lĩnh lương không có. Ở đây về họ cho nghỉ luôn, họ sẽ sa thải ngay. Bởi vì quản lý bên này người ta đứng, người ta nhìn từng cái góc một xem người nào làm gì như nào, có chịu khó làm không hay là cứ đứng chơi nói chuyện là không có được. Đấy là công nhân đấy nha. Đấy là những cái người mà không có bằng cấp như tụi mình này, sang đây là tuổi trung niên ấy. Thì mình thấy là mình sang đây thì không khí môi trường tốt, mọi thứ tốt. Đi làm thì cực hơn ở Việt Nam, vì thực sự từ nhỏ đến lớn mình đâu có đi làm cái gì lao động chân tay gì đâu. Phần nhỏ thì cha mẹ nuôi. Tuy là ở một vùng quê đấy nhưng mà cha mẹ nuôi, xong đến lúc lớn vào Sài Gòn thì đi làm, đi học đủ thứ hết á, học nghề này hề nọ, học cái này cái kia, học cái chữ, học rồi là buôn bán kinh doanh làm ăn, thì thực từ 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 cũng gọi là có nhà, có cửa, có xe, có cộ, cũng có xe hơi. Ở Việt Nam mình cũng có xe hơi chứ, cũng có của ăn của để, cũng không đến mức độ quá. Mà sang đây thì mình nhận thấy là mình rời bỏ quê hương đi, nhưng mà không phải là mình đi là mình đi luôn, hay là mình chê bai, hay là mình nói là sang đây rồi ra đây này nọ, không có. Ở bên cái đất nước này cứ chịu khó thì bảo đảm vẫn dư, tôi khẳng định với các bạn vậy. Còn khổ hay sướng là do cái tâm các bạn thôi, các bạn suy nghĩ nó khổ là nó khổ, nó sướng là nó sướng. Ví dụ như bây giờ sang đây nhá, đi làm ngày 8 tiếng, nếu mà làm overtime thì làm 10 tiếng thì người ta cũng trả cái tiền mình làm thêm là 1,5 gấp.
người ta cũng xứng đáng lắm, chả xứng đáng lắm. Còn nếu mà mình đi làm 8 tiếng thì về 2 ngày cuối tuần mình vẫn được đi chơi thoải mái 2 ngày cuối tuần, mà lương cao hơn gấp mấy lần kỹ sư ở Việt Nam, công nhân thôi, gấp bao nhiêu lần chứ không phải là, không phải là, đấy là một cái bằng chứng. Vì ở Việt Nam mình có đứa cháu nó làm kỹ sư xây dựng đó, kỹ sư môi trường ấy. Lương của nó 6-7 triệu một tháng thì trời đất ơi, tụi mình đi làm công nhân ở bên này mà tính ra một tháng được 50-60 triệu một tháng đó. Đấy không phải mình khoe nha, đây là mình, tại vì các bạn hỏi thì mình nói. Thì chi phí hết rồi thì bảo đảm 3 người đi làm thì 2 người dư đó, bảo đảm là 2 người, 3 người, nhà mà có 3 người thì 3 người đi làm thì 2 người là được bỏ tiền lương vào túi cất đi, còn 1 người chi phí đó. Đó. Đấy là những người không bằng cấp nên, chứ nếu mà có bằng cấp vậy thì chỉ cần 1 người đi làm biết 1 năm cũng phải được 7 mấy năm, 70-80 ngàn đô. Còn nếu mà khá khá hơn chút nữa thì hơn 100 ngàn. Còn có những cái người, người ta được cả hơn 200 ngàn đô một năm. Đấy là con của mấy người bạn mình, còn chém ăn hôm nay có 30-40 tuổi thôi, mấy căn nhà. Không phải là nói vậy để mà so sánh này nọ, nhưng mà thì nó không có đúng. Nhưng mà để nói đến cái nền văn minh, cũng những cái gì mà ở đây người ta đối đãi với mình rất là ok. Còn nếu mà để nói về vấn đề mà đi vào trong mà gọi là mình, tại sao mình gọi cái kênh này là cái kênh tổng hợp ngẫm ngộ, vì là trong kênh của mình nó có tất tần tật mọi thứ để mình tâm sự với mọi người, chia sẻ với mọi người những gì mình đi qua nhé, mình đã kênh qua, mình đã trải nghiệm qua. Thì là ví dụ như bây giờ những cái người mà lớn tuổi chẳng hạn như từ 50 trở đi mà không thích đi đâu nữa, thích ở nhà thiền định tu tập tụng kinh niệm Phật, thích đi du lịch đây đó, xong là mà cũng phải có điều kiện ở Việt Nam, nếu có điều kiện nó mới đi được vậy nhá. Chứ nó nếu mà không có điều kiện thì cũng phải đi làm chứ, không có đi làm thì lấy gì mà ăn. Thì đến giờ phút này mình vẫn nghĩ như thế này, nếu mà không vì tương lai cho con cháu mình sau này á, thì vợ chồng mình cũng đã về Việt Nam rồi. Về là vì sao? Nhớ quê, nhớ công việc, nhớ món ăn, nhớ người Việt Nam, nhớ anh em, cháu chắt, họ hàng, bè bạn. Đấy. Tại vì cái tuổi này không còn muốn phấn đấu cái gì hết, mà chỉ muốn cuộc sống ổn định ở nhà, có cái nhà để, ở Việt Nam có cái nhà để ở, không áp lực về vấn đề trả tiền bill như ở bên này. Đúng là thật sự là lương ba cọc ba đồng, đi làm thì cũng không phải là nhiều tiền như bên này. Nhưng mà mình biết kinh doanh thì cũng đỡ hơn. Ví dụ như mình có xíu xíu thì mình kinh doanh miếng đất nhỏ nhỏ, lời lời thì mình lại bán, mình lại bán tăng tăng cái tiền gốc tiền lời lên thì mình lại mua miếng to hơn. Cứ làm vậy, vậy thôi, với lại làm những công việc mà chẳng hạn như mình yêu thích. Rồi ở thích ở những cái chỗ tĩnh mịch để mà tu tập, để mà thiền định, để mà hưởng tuổi già với nhau. Vợ chồng xách cái xe, có cái xe hơi bình thường thôi, xe vừa vừa tiền thôi, đứng mua gì mà nó nhiều quá. Ví dụ như người ta mua 1 tỷ mấy 2 tỷ thì, hay là 5-10 tỷ thì mình chỉ mua cái xe được chừng tầm chừng 500-600 triệu hay 1 tỷ là quá lắm đi, cho nó tốt là được rồi, cũng khá một xíu vậy đi. À, vợ chồng xách xe đi du lịch. Còn nếu mà giàu có hơn nữa thì mua cái nhà mặt tiền phía trước thì kinh doanh buôn bán để lấy tiền chợ búa xăng xe, rồi dư ra được đồng nào thì gom mấy năm hay một năm rồi đấy. Mà nếu mà tài phiệt của anh mà kinh doanh giỏi thì năm anh gom được độ mấy trăm triệu hay 1 tỷ rồi đấy, anh đi mua miếng đất nó vừa vừa thôi, xong cái anh đợi cho nó tăng giá thì anh lại bán. Thì thực sự là Việt Nam vẫn ổn chứ, tốt chứ. Nhưng ở bên này thì nếu không đi làm là áp lực lắm nha. Đấy. Nếu như không phải là được là công nhân chính thức mà làm tem ấy, thì bảo đảm là chỉ cần mất job một cái, mất việc một phát là rất lo. Ví dụ như mất việc thì có nghĩa là chính phủ vẫn cho tiền trợ cấp nhưng mà nó không bao nhiêu đâu. Thứ hai là mình cảm thấy nó bấp bênh và rất sợ, vì đến tháng vẫn phải đóng tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa, tiền thuế, tiền ba, tiền bảo hiểm, các loại tiền trò bill nó gửi về tao nói chất đống. Nhưng mà nếu mà mình phải ngẫm, phải ngộ ra là mình đi sang đây để làm gì, mình chọn con đường đi sang đây thì mình đừng có than. Mình đã chọn đi
bước chân đi thì mình phải làm gì đó, mình phải nỗ lực. Thực sự mấy năm nay mình cực kỳ nỗ lực, chưa bao giờ mình vất vả mà khổ như vậy luôn á. Từ nhỏ lớn, nói thật luôn, mình ở nhà quê, nhưng mà cái ngày xưa mình còn bé mình ở quê, nhưng mà đến lúc mình lớn mình vào Sài Gòn á, mình chưa bao giờ phải khổ như vậy đó. Tôi đi làm lao động chân tay cực khổ như vậy đó. Dậy từ, nếu mà làm 10 tiếng á, phải dậy từ 3 giờ sáng. Tại vì có những ngày làm thêm là người ta bắt mình làm từ 5 giờ sáng, thì có phải là phải dậy từ 3 giờ sáng, cơm nước mang đi rồi đủ thứ, uống cà phê xíu cho nó tỉnh, đánh răng rửa mặt này nọ, tập thể dục một xíu, thế là đi. Xong cái trở về thì nó mệt mỏi, đâu có muốn đi đâu, cũng muốn làm gì đâu. Chỉ có hai ngày cuối tuần, hai ngày cuối tuần thì cũng cả tuần mới đi chợ, thành ra ngày cuối tuần chắc chắn là phải đi chợ rồi. Đi chợ để mua đồ ăn, mua ăn để trong tủ lạnh ăn cả tuần. Vì sao? Vì là những ngày bình thường thì đi làm rồi. Vì vậy nên là bạn mình thì mới nói vậy, là nói mới chỉ là một cái phần rất rất nhỏ thôi, là nếu mình lựa chọn mình đi đâu là quyền mình sống sướng hay khổ là do mình nghĩ, cái tâm của mình nghĩ, mình cứ quyết tâm hay không. Đương nhiên là mình đến một nơi ở mới thì các bạn cứ tưởng tượng đi, chỉ cần từ trong Nam mà ra Bắc ở đã thấy là nó khó khăn rồi. Từ Bắc ra Nam, từ Bắc vào Nam cũng khó khăn rồi. Trong một đất nước cùng một tiếng nói, cùng một nền văn hóa, cùng một pháp luật mà mình cảm thấy nó khó, nó là huống hồ đi sang một cái đất nước nó xa lạ đến mức độ mà mình cảm giác là mình như kiểu mình ở trên trời rơi xuống vậy đó. Học về luật, học về tiếng nói, học về văn hóa, học về công việc, đủ thứ hết á. Nhưng mà mình đã quyết tâm thì mình phải ráng làm cho bằng được. Đó. Thì chỉ 3 năm sau đến 5 năm sau là bảo đảm là sẽ ổn định, và bảo đảm lúc ấy bạn không muốn về luôn ấy. Nếu về chỉ là thăm quê hương thôi, thăm người thân thôi. Thì mình khẳng định là ở đâu nó cũng có cái khó khăn của nó, chứ không có phải là ở đâu mà bảo là ở đâu sướng ở đâu khổ, là mình không có thể nào mà trả lời được cái câu này. Mà do mình thôi, mình chọn lựa thôi. Bởi vì những cái cô chú, anh chị, bạn bè, mà những người với một số anh em live Mỹ Việt còn ở Việt Nam ấy, thì họ hỏi mình điện thoại rồi họ comment, họ hỏi thì nhiều cái lắm, thì mình họ trả lời một cái phần nhỏ vậy thôi nhé. Chứ còn cái video này mình sẽ dừng tại đây, mình sẽ trả lời vào những cái lần sau nữa, và nó nhiều lắm, nó chỉ là một cái gì mình gọi mới gọi là khúc dạo đầu đó. Chuyện nói hết nó ra thì rất là dài. Vậy nên là thôi, bây giờ mình chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối ở Việt Nam có giấc ngủ an lành, hạnh phúc. Còn tất cả những anh chị em ở bên nước ngoài thì sau buổi đi làm việc về thì có buổi tối đầm ấm với gia đình. Ở Việt Nam quên, xin lỗi em xin. Việt Nam thì có một buổi sáng an lành, có một ngày làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại và mình sẽ trả lời vào cái video lần sau về cái việc mà có bạn hỏi là vậy thì tại sao mà tôi sang đây tôi thấy nó khổ quá, tôi hối hận, thì lần sau mình sẽ trả lời về cái việc này. Xin chào và hẹn gặp lại.